Apple là quả táo, còn peach là quả đào. Ai ăn trái nhãn long gần chôm chôm tức ram biu. Trần giờ thì bạn nhớ chưa nào? Bạn ơi bạn có nhớ chưa vậy? Papaya là đu đủ, papaya là đu đủ. Pomegranate quả lựu, pomegranate là quả lựu. Ai ăn trái thế nhớ em trông giống như ngôi sao nên tên em đó starfruit. Starfruit, starfruit, starfruit. Wow, wow, con strawberry dâu trái. Oh, không trái dâu. Em là ối guava, anh nhớ chưa? Coconut anh biết rồi. Coconut là trái dừa. Ai ăn trái dừa trái thơm tên em chính pineapple. Ai quên em đánh cho chưa? Đánh chưa nha. Măng cụt là mangosteen, vải là lychee, lê độc là pear. Thế con bưởi là gì? Quả bưởi là ta có pomelo. Are you ready? Ai cũng biết trái chuối gọi là banana. Trái cóc nó chua gọi là umbrella. Trái quýt nó cũng chua gọi là mandarin. Trái này lại càng chua gọi là tamarind. Chẳng gì khiến ta mê say đã có passion fruit. Thanh long là rồng, nhớ là dragon fruit. Sao bao lượng có quả táo to gọi là chú chút. Trái trái có mít là trái chấm fruit. That's everything that I want. That's everything that I want. You remember them for so long. Just sing this song. Let's turn it on and learn this song. Trái hồng persimmon, chanh vàng là lemon.